choáng váng với hình xăm đẹp nhất về Ronaldo. Một fan cuồng nhiệt mới đây đã ghi dấu lên da hình xăm thần tượng Cristiano Ronaldo vô cùng rực rỡ, trông giống như một tác phẩm nghệ thuật. Hình xăm Ronaldo do Victoria Lee thực hiện. Thông qua mạng xã hội, nghệ sĩ xăm hình có tiếng Victoria Lee đã chia sẻ quá trình tạo ra hình xăm mà cô tặng cho một người hâm mộ siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha. Cristiano Ronaldo, trong hội nghị các nghệ sĩ xăm hình tổ chức mới đây ở Đức. Không khó nhận ra hình xăm lên một bên chân của fan nhiệt thành kia ghi lại hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng Real Madrid trong trận chung kết Champions League 2018. Nơi CR7 nâng cao danh hiệu vô địch Champions League lần thứ 5 trong sự nghiệp thi đấu. Cần biết, ngoài 4 danh hiệu vô địch Champions League đoạt được cùng Real 2013, 14, 2015, 16, 2016, 17, 2017, 18, tiền đạo hiện khoác áo câu lạc bộ Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, Saudi Pro League, trước đó đã nâng cao danh hiệu vô địch tại giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ cùng với Manchester United ở mùa giải 2007-08. Theo lời chia sẻ từ Victoria Lee, hình xăm về tiền đạo từng 5 lần đoạt danh hiệu quả bóng vàng được cô thực hiện trong 23 giờ chia thành 3 ngày. Trong đó ngay cả chi tiết nhỏ nhất cũng được chăm chút tỉ mỉ. Ngay cả chính Victoria Lee cũng hỏi liệu đây có phải là hình xăm Cristiano Ronaldo đẹp nhất trong lịch sử hay không? Tôi cảm thấy thực sự bất ngờ. Hình xăm rất sống động và nó diễn tả được thần thái của Ronaldo. Tôi không muốn tự khen chính mình nhưng đây chắc chắn là hình xăm đẹp nhất về Ronaldo mà tôi từng biết. Victoria Lee hào hứng chia sẻ.